Ở đây người ta sẽ nói là dựa vào ba ký tự đầu của ô A4 để dò mặt hàng. Rồi như vậy thì trong đề người ta nói rất là rõ, nhưng mà lúc nãy các bạn không đọc kỹ đề cho nên các bạn lại hỏi. Người ta nói là ba ký tự đầu của mã mặt hàng để dò và tìm ra tên. Nếu như mà đề người ta không có nói, mình cũng có thể đoán được. Thứ nhất là bên này người ta để tên mặt hàng, mã mặt hàng. Và nếu như mà các bạn lấy trực tiếp cái HDDS3 các bạn đi dò thì trong bảng này không có. Trong bảng này không có. Cho nên chúng ta phải dùng hàm write hay là left, left để lấy ba ký tự đầu của cái mã hàng và chúng ta đi dò ở đây. Dò trong bảng này. Như vậy trước tiên là dữ liệu người ta cho là ngang hay dọc? Ngang. Ngang ha, mã bên này, tên bên này tức là ngang. Thì mình dùng VLOOKUP, dữ liệu ngang dùng VLOOKUP bằng VLOOKUP. Lấy cái gì đi dò? Lép chứ không phải là A4. Lép của A4 mấy ký tự? Ba ký tự. Rồi, dò ở đâu? À, dò trong cái bảng. Ok. Làm gì nữa? F4 lại. Phải nếu tìm thấy trả về cột mấy? Cột 2. Nếu như bạn đóng ở đây thì nó dò tìm theo dạng tương đối. Tức là số 1. Số 1 là bạn có thể không gõ vô. Và chỗ này bạn để là số 0. Ok, là dò tìm tuyệt đối. Như vậy nó sẽ đi tìm cái dữ liệu của chúng ta, tên mặt hàng ra. Được chưa? Rồi nước sản xuất. Như vậy nước sản xuất người ta cho bên này, chúng ta chịu khó đóng khung lại để cho nó dễ nhìn. Thầy thấy các bạn ít đóng khung hoặc là các bạn lo làm mà chưa đóng. Thì chỗ này chúng ta có thể đóng khung lại để cho chúng ta dễ nhìn. Rồi, nước sản xuất thì chỗ này người ta cho bên này, nếu mà mình không đọc đề thì mình cũng có thể hình dung là mình làm gì. Bên này người ta cho cái bảng là S là Singapore, MT. Như vậy mình thấy bên này là STS. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ nghĩ rằng mình lấy các cái chữ này ra, mình đi dò trong cái bảng này. Rồi. Như vậy chúng ta có thể dùng bằng để biết chính xác là cái ký tự mình lấy ra có đúng hay không. Thì các bạn làm cái này trước giúp thầy. Các bạn dùng hàm mid của A4,5,1. Rồi mình biết chắc là mình lấy ra ký tự đúng rồi. Thì mình mới đi dò. Nó sẽ chính xác cái bài của mình. Và mình làm đến đâu là nó chính xác đến đấy. Nó sẽ dễ hơn. Như vậy mình sẽ cắt cái công thức mid của mình. Bây giờ mình sẽ lại dùng VLOOKUP. Giá trị để đi dò là mid A451. Tức là mình lấy chữ S, chữ T, chữ S này đi dò. Phải dò ở đâu? Dò trong cái bảng tên nước. Bạn chọn luôn tiêu đề cũng được. Bạn chọn phần dữ liệu ở dưới thôi cũng được. Rồi, F4 lại. Phải nếu tìm thấy trả về cột 2, kiểu dò tìm không. Rồi, như vậy chúng ta đã tìm thấy được Singapore và chúng ta double click xuống. Đây là câu 8 đó. Tức là copy công thức xuống các ô dưới đó. Dụ. Mít nè, cái này hả? Sao dùng lép? Rồi làm sao dò được trong này? Right cũng không được luôn. Right làm sao nó cắt ra được SMT? Nếu như bạn làm right xong rồi bạn lép lại lần nữa thì được. Tức là lép của right, right của lép.
chứ còn nếu mà làm rai không thì nó ra không vậy hả? Đỉnh vậy. Rồi, trên cơ sở là chúng ta dùng hàm mid ha. Đó, mình lấy đúng chính xác cái mã này để mình dò. Rồi, đây là đầy đủ công thức của chúng ta chuẩn nè. Rồi, số lượng trong đề. Số lượng trong đề người ta cho là 525. Rồi, số lượng gõ vô lại 525. Đơn giá thì ở trong bảng này người ta cho đơn giá 1, 2, 3, 4, 5. Đơn giá ở đây. Vậy thì mình sẽ đi dò trong cái bảng đơn giá này. Và cái cơ sở nào để dò? Chỗ này chúng ta thấy 3, 2, 5. Vậy 3, 2, 5 tức là right một ký tự bằng. Chỗ này dữ liệu của chúng ta cho ngang, cho nên chúng ta dùng VLOOKUP. Và lấy ký tự cuối của mã hàng hóa, mã hàng, thì chúng ta sẽ lấy right. Right của A4 có cần một không? Có phẩy một không? Không cần, bởi vì mình lấy một ký tự thì không cần phẩy một. Do tìm ở đâu? Do tìm trong bảng đơn giá. Được chưa? Nhớ F4 lại. Nếu tìm thấy trả về cột 2 phẩy kiểu dò tìm không. Đó, nếu tìm thấy trả về cột 2 kiểu dò tìm không. Và chúng ta đã có kết quả, nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ. Như vậy, trên cơ sở lý thuyết là chúng ta sẽ lấy ký tự cuối là số 3. Dò trong bảng này nó sẽ trả về 90 đúng không? Enter. Không tìm thấy. Lý do không tìm thấy. À, sai. Sai kiểu dữ liệu. Hàm right nó sẽ trả về ký tự. Còn ở đây của chúng ta là kiểu số. Thì chỗ này trời, chỗ này đất. À, đất không chịu trời thì trời chịu đất. Chuyển hai em cho nó về gần nhau. Như vậy hàm right nó trả về kiểu chuỗi. Thì mình ép nó về số. Mình muốn ép nó về số thì mình sẽ dùng hàm value để mình ép nó về số. Rồi, dán cái này vô, đóng ngoặc lại cái. Như vậy mình đã ép cái right A4 nó trả về ký tự 3. Thì mình ép nó thành số 3 nhờ cái hàm value này. Và nó đã trả ra cho mình 90, 80, 120. Đấy. Rồi, bây giờ đến thuế, người ta tính cái gì? Hả? Value là sao? Value làm gì? Ép gì các bạn? À, ép cái chuỗi thành số hay còn gọi là chuyển chuỗi thành số. Rồi, thuế được tính ra làm sao? Tính thuế theo công thức là số lượng nhân đơn giá nhân 1%. Khá là đơn giản đúng không? Bằng số lượng nhân đơn giá nhân 1% hoặc bạn nhân 0.01 cũng được, nhân 1% cũng được. Thành tiền bằng gì? Thành tiền số lượng nhân đơn giá cộng thuế nhân tỷ giá. Số lượng nhân đơn giá cộng thuế nhân tỷ giá. Tỷ giá ở đâu? Đây, tỷ giá ở đây. Như vậy thành tiền bằng số lượng, chỗ này có ngoặc nữa ha, bằng số lượng nhân đơn giá cộng thuế đóng ngoặc nhân tỷ giá. Có làm gì thêm không? Tại vì ở dưới này cũng nhân cho tỷ giá này, ở dưới này cũng nhân cho tỷ giá này. Như vậy tỷ giá là sao? Phải cố định, đúng rồi. Chúng ta phải ép 4 lại, cố định công thức lại.
và chúng ta copy công thức xuống. Như vậy chúng ta đã có được được thành tiền. Được chưa? Dễ hay khó? Đơn giá. Ok.